vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, trái tim của Tổng Bí thư, người Cộng sản chân chính Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập. Thông tin Tổng Bí thư từ trần vừa được công bố đã khiến người dân khắp mọi miền Tổ quốc nói chung cũng như người dân thành phố Hưng Yên tiếc thương, xót đau vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc. Từ giây phút nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Đặng Văn Cảo, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, không khỏi bồi hồi, xúc động. Là người có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm việc và nghe chỉ đạo từ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ông Cảo đặc biệt ấn tượng về vị Tổng Bí thư tận tâm, tận sức vì nước, vì dân, phục vụ Đảng, nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Tôi đã gặp đồng chí Nguyễn Phú Trọng ngay từ đầu những năm 90. Tôi theo dõi thì anh là một đồng chí cộng sản, mẫu mực, trung kiên, biểu hiện nhất cái đạo đức cách mạng của anh. Một con người như vậy, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tâm huyết và tập trung vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng con người. Ngày 4 Tết Mậu Tuất năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và dự lễ phát động Tết trồng cây tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Những cái bắt tay, những cuộc trò chuyện thân tình với Tổng Bí thư gần gũi mà đáng kính, nhẹ nhàng mà sâu sắc đã để lại nhiều tình cảm trân trọng, thiêng liêng trong lòng mỗi cán bộ và người dân thành phố Hưng Yên. Năm 21 thì bác có về thăm Hưng Yên và tôi cũng là người được đi đón bác. Thì bác là một con người hiền lành, giản dị, đúng là một con người gần dân, sát dân. Bác nói đấy, đời người chỉ sống một lần, phải sống sao cho ra sống. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay không có điều gì phải ân hận, thì bác đã làm chọn được điều đó. Khi nghe tin bác ốm thì bản thân tôi đã liên tục theo dõi trên mọi phương tiện thông tin đại chúng về sức khỏe của bác. Và đặc biệt đến chiều ngày hôm qua, chính thức chúng tôi nhận được tin báo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Thì không những cá nhân tôi mà tất cả lúc đó đồng nghiệp của tôi ở cơ quan cũng như là toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh đã không khỏi tiếc thương, bùi ngùi và đau xót vô tận. Cũng trong những ngày đầu xuân năm 2018, cán bộ lãnh đạo và công nhân công ty cổ phần Mai Hương Long 2 ở thành phố Hưng Yên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và tặng quà. Sự quan tâm, động viên kịp thời của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành động lực, sự cổ vũ to lớn để tập thể công ty nỗ lực sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp. Cá nhân tôi và người lao động của công ty luôn nhớ tới Tổng Bí thư, tình cảm của bác để lại cái dấu ấn tự hào và sâu đậm trong cuộc đời công tác của mỗi người lao động trong công ty cổ phần Mai Long 2. Đó là sự kính trọng và sự tự hào về người lãnh đạo cả cuộc đời vì nhân dân, vì cống hiến cho dân tộc Việt Nam. Sinh ra trên đời, ai cũng phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử, song tấm gương sáng về sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, tài đức vẹn toàn, mẫu mực về phẩm chất đạo đức cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. Mỗi cán bộ đảng viên, người dân Hưng Yên luôn ghi nhớ và khắc sâu lời dạy của bác.